Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng trong hơn 61 năm qua, không ngừng được tăng cường và phát triển toàn diện. Trong tổng thể của quan hệ hai nước, lĩnh vực quốc phòng là một trong những trụ cột với nhiều nội dung hợp tác hiệu quả, ý nghĩa như hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ. Trong dịp này, Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang có chuyến thăm và giao lưu tại Cuba. Vui mừng đón tiếp Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam sang thăm Cuba, đồng chí Ain Alvarez Garcia, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba nhấn mạnh, thế hệ trẻ Cuba luôn dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho nhân dân Việt Nam. Hai bên đã giới thiệu về cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ của tổ chức đoàn các cấp, cũng như vai trò, đóng góp của thanh niên quân đội đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước ở cả Việt Nam và Cuba. Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba cho biết, trong bối cảnh Cuba còn gặp nhiều khó khăn do bị bao vây cấm vận, thanh niên và các tổ chức đoàn ở Cuba luôn giữ vai trò sung kích trong lao động, sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, công tác bồi dưỡng văn hóa, tư tưởng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cách mạng cho đội ngũ thanh niên luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội Cuba hết sức quan tâm, nhất là khi các thế lực thù địch đang lợi dụng việc phổ cập Internet ở Cuba để tăng cường chống phá trên không gian mạng. Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thăm trung tâm Fidel Castro Rus, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản về vị Tổng tư lệnh của Cuba. Đặc biệt, trong đó có rất nhiều hiện vật lịch sử và những thước phim tư liệu về Chủ tịch Fidel Castro với Việt Nam. Trao đổi với Giám đốc Trung tâm Fidel Castro Rus, đồng chí Trưởng Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự khâm phục đối với nhân dân Cuba khi đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng thành công một công trình hiện đại có giá trị giáo dục truyền thống cao về tầm vóc của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro, về tình cảm quốc tế trong sáng, vô tư, thủy chung. Trong dịp này, Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã tới thăm một số di tích lịch sử tại Cuba. Đến với Cuba, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay luôn khắc ghi câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Mối quan hệ anh em ruột thịt Việt Nam-Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng. Trải qua những năm tháng chiến tranh cho đến hòa bình ngày hôm nay thì mối quan hệ ấy vẫn luôn luôn được bền chặt. Thế hệ trẻ Việt Nam và Cuba đã và đang gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, luôn trở thành biểu tượng của thời đại. Hồng Anh, phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đưa tin từ Cuba. Đoàn công tác Quân khu 5 vừa tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Đoàn kiểm tra tập trung vào hệ thống văn kiện chỉ đạo, điều hành, bảo đảm phục vụ của Ban chỉ đạo và cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Văn kiện thực binh bắn đạn thật, việc bố trí thiết bị các khu vực diễn tập, vận hành cơ chế tại Sở Chỉ huy Thường xuyên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khu căn cứ chiến đấu mô phỏng của tỉnh và kiểm tra thao trường thực binh bắn đạn thật. Đến nay, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự thảo các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ dân sự theo đúng quy định, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch thực hành diễn tập. Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc diễn tập, lãnh đạo Quân khu 5 yêu cầu Ban tổ chức diễn tập tỉnh và các cơ quan đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị để cuộc diễn tập diễn ra đúng thời gian, bảo đảm mục đích, yêu cầu, chất lượng, nội dung và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tỉnh Bến Tre vừa tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh Bến Tre. Cuộc diễn tập nhằm củng cố nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị các cấp và nhân dân về quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng hoạt động và tác chiến phòng thủ theo nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và nghị định số 21 của Chính phủ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn. chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong cuộc diễn tập này, tỉnh Bến Tre đã đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình chiến đấu, các khu vực diễn tập, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành từng khâu, từng khoa mục diễn tập, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, xử lý các tình huống. Phải là phát huy được cái vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương từng cấp để là tổ chức huấn luyện và diễn tập thường xuyên để là làm sao đó, để nâng cao cái là khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và cái ý thức của hệ thống chính trị để góp phần giữ vững khu vực phòng thủ của tỉnh. Tinh thần thái độ trách nhiệm của cán bộ không bê, của cán bộ chiến sĩ là nói chung thì tinh thần là rất cố gắng. Quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương đã thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành hiệu quả tác chiến khu vực phòng thủ. Riêng phần diễn tập thực binh, các tình huống đưa ra, đường tổ chức, chỉ huy, điều hành chặt chẽ, xử lý linh hoạt, đúng nguyên tắc. Hành động của các lực lượng tham gia thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chúng tôi xác định là việc tổ chức diễn tập của tỉnh ấy, phải bảo đảm thực chất để coi đây là một cái chương trình huấn luyện, chương trình đào tạo rất quan trọng để các đồng chí lãnh đạo rồi các cơ quan cũng như là các đồng chí được phân công trong các khung tập phải nắm chắc được các cái yêu cầu, rồi là phân tích đánh giá được tình hình, rồi các cái tình huống, các cái yêu cầu đặt ra của trong cái kịch bản diễn tập. Trong cái diễn tập vừa qua phải đánh giá rằng ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh Bến Tre chuẩn bị rất tốt về kể cả vật chất, cơ sở, về con người, kết cấu các cái tình huống thì nó sát với thực tế trên địa bàn của tỉnh và đảm bảo tuyệt đối an toàn người và vũ khí trang bị. Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để Bến Tre tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến, tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ. Đây cũng là cơ sở để các địa phương khác trong quân khu 9 rút kinh nghiệm để tổ chức diễn tập ở địa phương mình đạt kết quả cao nhất.